Em xin chào anh Thơ Quang và tất cả mọi người ạ. Giờ theo Bùi Tùng á, có phải là do đất nước Myanmar và người dân Myanmar họ không được như Việt Nam chúng ta, là về vấn đề đó là Việt Nam chúng ta phát huy được cái tinh thần gọi là quốc phòng toàn dân không? Cái điều đó nó có ảnh hưởng đến cái sự nhìn nhận của người dân Myanmar không? Tức là bên đất nước Myanmar họ Em nghĩ không có được là cái phong trào quốc phòng toàn toàn dân á. thật ra mà nói em không phải là em nói một cái ý kiến phiến diện nha. Nhưng mà theo em nghĩ là cái quốc phòng toàn dân này là những cái nước nào mà có thể chế xã hội chủ nghĩa, những cái thể chế xã hội chủ nghĩa thì người dân nó sẽ có cái ý thức mạnh hơn so với những nước tư bản. Tại vì là những cái nước mà xã hội chủ nghĩa mình là thường là độc đảng, cho nên là người ta sẽ có một cái cách cách về chính trị, người ta sẽ gọi là người ta gọi là tuyên truyền cho người dân cao hơn. Còn mấy anh tư Đúng bản rồi. á, thường đó là tranh chấp về đảng phái này nọ, cho nên là họ thường là họ không 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 biết, không hiểu hết được những cái vấn đề này đó, cho nên là em nghĩ là như vậy. Còn mà về mà nguyên nhân là về cái tình hình đất nước Miến Điện mà không có được điều này điều kia mà khiến cho họ họ nổi loạn, thì theo em nghĩ là họ phải coi chừng, phải hỏi tự hỏi bản thân lại. Em muốn Đúng đặt một rồi. cái giả sử với anh nè, em hỏi là tại sao mà cách đây 20-30 năm là quân đội vẫn còn quản lý đất nước Miến Điện, tại sao họ không biểu tình? Anh thử đặt một câu hỏi là tại sao cách đây 20-30 năm họ không biểu tình mà bây giờ họ biểu tình? Mà trong khi là các cái công ty xí nghiệp mà họ đang đi làm tại Miến Điện á, là hầu như là vốn của quân đội hết, cũng có quan hệ quân đội, là tiền của quân đội trong đó, tức là họ đang đi làm cho quân đội, thì tại sao họ không biểu tình lúc đó mà tới bây giờ họ mới biểu tình? Cái vấn đề là họ Đúng rồi, những đúng thời rồi. gian gần đây là họ đang ăn được cái bã của Mỹ, ăn cái bã của châu Âu, cho nên họ bắt đầu họ trở cờ, họ thay về ý thức, chứ không phải là do, em nghĩ là không phải là do quân đội nó độc tài đâu. Bởi vì lương tháng làm ở trong những công ty xí nghiệp của quân đội cũng đâu có hề nhỏ đâu, không hề thấp một chút nào hết. Và em cũng chưa có nghe một cái bài báo nào nói là quân đội Miến Điện là đối xử với người công nhân tàn bạo, là em cũng chưa có nghe, em cũng chưa đọc và cũng chưa nghe cái thông tin đó hết. Thì em nghĩ đó là chủ Tức yếu là là do quân Miến Điện họ những, đúng rồi, họ bị lợi em dụng nghĩ vào là cái ăn câu cái chuyện bã. là đúng rồi, là vấn đề là họ cứ lợi dụng vào cái bà tổng thống đúng không? Tức là gọi cái hình ảnh gọi là cái lãnh tụ tinh thần của họ để họ đánh vào điều đó, và người dân thì không nhìn rõ ra được đó, không nhìn rõ ra được là cái thực tế là cuộc sống như thế nào, nên là họ chỉ phản ứng theo theo một cách gọi là thụ động rồi, cho nên cái bãi dân chủ giống như là Bùi Tùng nói là bãi dân chủ rất đúng là cứ thế mà họ cuốn họ ăn theo thôi. Và có một câu này nè Bùi Tùng, thì để anh đọc đọc cho Bùi Tùng nghe thì Bùi Tùng thấy thế nào nha. Đối với các nước lớn, họ luôn tìm mọi cách áp đặt sự ảnh hưởng của họ lên các quốc gia khác. Ngoài việc họ thô bạo dùng vũ lực, họ thường xuyên sử dụng chiêu bài dân chủ và nhân quyền với mục đích can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Họ luôn lấy các giá trị của đất nước họ làm tiêu chuẩn. Việt Nam chúng ta cũng là một mục tiêu họ nhắm tới với hy vọng có thể thay đổi thể chế chính trị. Các đối tượng chống đối trong nước và ngoài nước thường xuyên bám vào các chiêu bài dân chủ và nhân quyền này. Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam ý thức rất rõ việc này và hậu quả của nó đã xảy ra với các quốc gia đã xảy ra phong trào này. Đó là sự mất ổn định xã hội lâu dài, sự suy thoái kinh tế, đời sống người dân rơi vào tình trạng khó khăn kiệt quệ. Thì qua cái câu này á, đúng không? Thì Bùi Tùng thấy thế nào? Với Bùi Tùng mới nhìn nhận á, cái tham vọng của những nước lớn và điển hình là nước Mỹ đi, họ có cái tham vọng cả cái Đông Nam Á hay không, hay đơn thuần họ chỉ tham vọng một vài đất nước nào đó ở khu vực Đông Nam Á? Theo em thì cái tham vọng của người Mỹ là tham vọng bá quyền, và nhưng mà bá quyền của người Mỹ là có chọn lọc. Thì theo em nghĩ thôi nha, tức là Mỹ sẽ ưu tiên các quốc gia mà có cái vùng lãnh thổ gần với Trung Quốc. Thế em nghĩ là trong vòng 10-20 năm tới là Mỹ sẽ chọn lọc những quốc gia mà có cái đường biên giới gần với Trung Quốc. Tại sao như vậy? Là tại vì những nước đó sẽ chịu ảnh hưởng bởi Trung Quốc và sẽ trở thành cái cánh tay cho Trung Quốc để thâu tóm. Thì bây giờ Mỹ sẽ chặt, gọi là chặt mấy cái vòi bạch tuộc. Mà chặt vào bạch tuộc thì 16, 15 cái quốc gia mà cận kề với Trung Quốc á,
chịu ảnh hưởng Trung Quốc sẽ là những cái nước mà Mỹ sẽ dò thăm, phá hoại. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là bây giờ 16 nước đó, đó nếu như là không theo Mỹ thì Mỹ chỉ cần đơn giản là kích động phá cho nước đó tan rã cũng được rồi. Theo em nghĩ là vậy. Mỹ nó không cần nữa. Bây giờ nó không cần là theo theo tao. Tao không rất cần là mày theo tao, nhưng mà mày theo nó tao phá banh, tao phá cho hôi vậy. Thì suy yếu đúng không? Nó sẽ dạ suy yếu thôi, đơn giản vậy thôi. Nó đâu cần thiết là nước đó phải theo Trung Quốc hay theo Mỹ đâu. Nó chỉ cần đơn giản là phá banh phá hôi vậy. Thì lúc đó là những cái công cụ, những cái gọi là những cái râu ria của Trung Quốc nó suy yếu, thì làm cho Trung Quốc cũng rất khó khăn trong cái việc mà gọi là thâu tóm hay là bành trướng. Thì theo em nghĩ là như vậy, mục tiêu hàng đầu. Còn những cái nước khác ở những cái khu vực khác thì em nghĩ là Mỹ nó vẫn sẽ nhúng, nhưng mà em nghĩ là ít thôi. Còn những nước mà liên quan đến Nga, gần Nga hay là gần Trung Quốc là những nước sẽ bị hàng đầu, nguy cơ hàng đầu. Và Việt Nam mình thì khỏi nói rồi, Việt Nam mình thì gần Trung Quốc nè, rồi gần Biển Đông, mà trong khi Biển Đông là một cái mỏ khoáng sản ngầm khổng lồ nữa. Đó, rồi có mình lại có một cái đường hàng hải xuyên suốt trên thế giới, một đường hàng hải là gọi là lớn nhất nhì thế giới này nữa, thì chắc chắn ở Việt Nam là một cái mục tiêu gọi là hàng đầu. Mỹ mà muốn nhấn là nhấn Trung Quốc thì phải có Việt Nam trọng động. Cho nên là bây giờ nếu như là Mỹ mà nó có cơ hội thì nó cũng sẽ phá mình thôi, thì em nghĩ là như vậy. Đúng rồi, thì anh đồng ý với Bùi Tùng vấn đề và cái cách nhìn nhận của Bùi Tùng á. Anh rất hoan nghênh một người trẻ như Bùi Tùng mà có sự nhìn nhận nó rất sát với cái tình hình thực tế đó, mà mình nhìn theo một cách gọi là cũng khách quan, đúng không ạ? Đó, về cá nhân thì mời Bùi Tùng nói tiếp. Dạ, còn mà về mà cái tội mà biểu tình thì anh thấy là các nhóm biểu tình của Miến Điện nè, nhóm biểu tình Miến Điện hay là nhóm biểu tình Hồng Kông hay là nhóm biểu tình ở Belarus, ở Nga, ở Thái Lan thì có chung những cái đặc điểm mà em thấy rõ rệt nè. Cái thứ nhất, cái rõ rệt nhất là cái hệ thống tạo cớ. Anh thấy là hệ thống tạo cớ liên hoàn luôn. Có nghĩa là cái nhóm này sẽ được Mỹ bảo trợ cho tiền và tìm cái động cơ, ví dụ như là bầu cử quốc gia hay là những cái chính sách của đất nước đó đối với cái khu vực đó mà có cái tính nhạy cảm. Ví dụ như Trung Quốc bữa trước thì nói là có cái luật gì là bắt người từ Hồng Kông về Trung Quốc để xử đấy. Tức là nó sẽ kiếm những cái tình huống của đất nước đó, những cái vấn đề đất nước đó tồn động hay là những cái vấn đề bầu cử hay là những vấn đề nhạy cảm đó để nó kích động lên. Và khi nó tạo cớ rồi á, thì nó sẽ muốn, cái ý đồ của cái tội phản động là nó sẽ dẫn dắt, có nghĩa là nó muốn cuốn nhà nước, cuốn cái chính thể đó theo cái hướng đi của nó, có nghĩa là nó muốn kiểm soát thế trận. Em nói từ kiểm soát thế trận ở đây á, là có ý nghĩa là tụi nó muốn cái chính thể đó phải đàn áp mạnh lên. Cái chính thể đó phải đàn áp cực kỳ mạnh lên, cực kỳ mạnh bạo lên, máu đổ đầu rơi. Để làm chi? Để cho tụi nó có cái cớ để kéo các nước khác vào, can thiệp nội bộ. Thì nhà nước ta đã coi như là cái lần mở Bình Thuận chúng ta đã thoát, theo em nghĩ gọi theo môn cái tiếng môn bóng đá đó, người ta gọi là thoát pressing. Gọi là cái ý là thoát pressing có nghĩa là chúng ta không để cho đối phương chơi theo cách của họ, có nghĩa là mình bắt đối phương phải chơi theo cách của mình, thay vì là nó muốn kích động, nó muốn nhà nước là phải đập dân nè, đánh dân, giết dân. Nhưng mà mình không làm như vậy, mình hạ xuống, mình tìm cách hạ nhiệt, giảm tải xuống và tránh cái trường hợp thương vong để không cho cái tội phản động nó kéo mình theo lối chơi của nó. Và khi anh thấy đó là sau khi mà cái đợt Bình Thuận đó là coi như là tụi nó phải bị mình bắt chơi theo lối chơi của mình rồi, và tụi nó không còn cớ nào kích động nữa, đánh công an như vậy, dồn công an vô đường cùng như vậy là coi như nhà nước bắt nó phải đi theo chơi theo lối chơi của mình. Mà một đúng khi rồi, mà nhà nước mà chơi theo lối chơi của mình rồi thì tụi nó chết. Tại vì đơn giản quyền lực nhà nước, người ta thông minh, người ta chỉ cần nhích vài chiêu thôi là anh toi đài ngay rồi. Thì theo em nghĩ đó là tụi phản động ở bất cứ quốc gia nào là tụi nó chơi theo cái kiểu là liên hoàn kế, có nghĩa là liên hoàn, tức là nó tạo cớ liên tục, nó tạo liên tục, nó đẩy áp lực dồn dập đúng không? Nó gọi là áp lực dồn dập đúng không? Anh có thấy là cái lần ở Miến Điện này cách đây mấy hôm là có một cái vụ là một cái bà mẹ mà nói là có con chết trong biểu tình đó. Đúng rồi. Cái đó là cái nghệ thuật để mà gọi là dân cao trào, để nghệ thuật. Tức là tụi nó đang muốn là cái chính quyền Miến Điện phải chơi theo lối chơi của tụi nó. Mà theo em nghĩ thôi nha, em nghĩ là chính quyền Miến Điện hiện giờ là mắc mưu tụi nó rồi. Tuy đúng là rồi, kiểm soát bây giờ phương diện chính trị thì vẫn kiểm soát nhà nước, nhưng mà phương diện mà về mặt con người là chúng ta là bên đó trúng kế rồi.
Tại vì đàn áp quá nhiều, giết dân quá nhiều, thì làm cho cái thể chế đó nó mất đi cái tính minh bạch, mất đi cái tính gọi là cái tính chính, ta gọi là cái tính gọi là nhân đạo của cái thể chế nhân đạo. Mất anh. Cho nên là cái thể chế đó coi như là về mặt con người là coi như là không thu phục được, không thu vô phục tình. Có thể là dân vô tình là thổi bùng ngọn lửa lên nữa đúng không? Đúng không? Vô tình thổi bùng ngọn lửa lên nữa. Là tụi nó đang muốn có cái nghệ thuật, có nghĩa là muốn đẩy cái cao trào lên, tạo thêm cớ để cuốn cái chính quyền theo cái lối chơi của tụi nó. Thì em nghĩ là chính quyền quân đội Miến Điện có vẻ hình như là em theo em nghĩ thôi nha anh, em theo em nghĩ là hình như là họ không hiểu được là cái cuộc biểu tình năm 2021 này nó không giống như cách đây 40 năm. Có nghĩa là những cái cuộc biểu tình này là những biểu tình mà cách mạng màu, có nghĩa là có sự chuẩn bị đầu tư rất là bài bản luôn. Bài bản từ đầu đến cuối luôn, có nghĩa là tụi nó chờ thời gian tập hợp lực lượng này nọ kia hết rồi. Rồi có một cái nữa là anh thấy là dạ có một cái điểm mà anh cho rằng họ rất cháo chở ở cái điểm này nè, là Bùi Tùng có nhớ tới cái câu chuyện mà họ tức là họ đã đánh lận con đen đó. Họ xuyên tạc, họ bảo là ngày xưa Việt Nam chúng ta cũng là đã từng cầu viện Liên Xô và Trung Quốc. Đúng không ạ? Đó, thì họ lồng ghép vào cái câu chuyện đó để họ muốn nhằm là giống như anh đồng ý với Tùng á, là họ chơi cái chiêu gọi là sống sau dồn sống trước, là sẽ dồn dập gây áp lực vào chính quyền Việt Nam. Nhưng mà chính quyền Việt Nam chúng ta đã dùng cái gói mình chỉ nói đơn thuần như thế này, đó là dùng nhu khắc cương. Đúng không? Và đã hóa giải được cái điều đó. Thì ở đây một cái điểm đó đối với em nói là cái họ đánh lận con đen rất là cháo chở. Họ lại vẫn là lịch sử, họ bảo là đó, Việt Nam chúng ta là đã từng cầu viện Liên Xô, từng cầu viện Trung Quốc. Và bên chính quyền Việt Nam chúng ta là cũng đã có những cái phản biện nó rất là chính xác. Đúng không? Và chúng ta không có cầu viện, vấn đề là con người. Đó, chúng ta không có câu chuyện đó. Thì đối với Tùng nhìn nhận về cái điều này và cái chiêu thức này của họ, nó là thế nào? Cái quan trọng là em thấy là cái tính chính danh của cái phong trào, những cái phong trào biểu tình của các nước mà đại diện là Miến Điện trong thời gian gần đây là nó rõ ràng là nó không có tính chính danh. Tức là nó dùng cái lực lượng nó đảo chính cái chính phủ đang cầm quyền ở đó, thì nó không hề có một cái tính chính danh gì hết. Còn Việt Nam chúng ta là nhận viện trợ, nhưng mà chúng ta nhận viện trợ bằng vật chất. Và cái thứ hai là chúng ta giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Thì cái chính danh của chúng ta nó khác hơn với tụi kia, mà tụi nó cố tình không nói, cố tình gọi là yểm đi để mà nhằm hạ nhục mình. Thì anh cũng thấy đó chính là bản chất của những tụi phản động ba que đó, tức là ý gì nó cũng xuyên tạc. Chính xác. Bữa hình như em có nghe anh like hình như hôm qua hôm kia gì đó, có thằng gì lên á, là nó em thấy là em biết là nó đã xuyên tạc rồi. Nó kiếm cớ để nó đánh tráo khái niệm rất nhiều, nó coi như là nó rất nhiều lần luôn. Mà cái tụi ba que nó là hay như vậy đó, hay cái kiểu như vậy. Như hồi sáng nay em cũng coi cái kinh của thằng Trương Quốc Huy đó. Thằng Trương Quốc Huy á, nó quay clip nó đi tiêm chủng ngừa ở Mỹ á, rồi bắt đầu nó xỉa, nó ý nó nói là Việt Nam mà tại sao không tiêm, rồi Việt Nam mà mua vaccine có phải là bỏ hết tiền vô túi của quan hết không? Nó bắt đầu xuyên tạc. Em thử hỏi bản thân nó là nó đi sọ lá đó, bao giờ đúng không? Cái đó mình gọi là nó quay về phía người dân không? Không đúng bao rồi. Giờ anh chú ý thì nó không bao giờ quay cái video F hướng về người dân Mỹ hay là hướng về người khác, nó chỉ quay có mình nó. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó là nó cố tình nó che giấu cái thực tại của nước Mỹ. Cái sự gọi là cái sự yếu kém của nước Mỹ, những cái vấn đề của nước Mỹ là nó che, nó giấu hết, nó chỉ quay cho mình nó thôi. Và nó coi như nó lừa đảo những cái người nào mà không có biết tin về thời sự, những cái người mà không có tư duy chính trị thôi. Em thấy nó đớn hèn như vậy đó. Đúng rồi. Nó vô thì cái nó mở miệng ra lúc nào cũng nói Mỹ thì ngon thế này, Mỹ thì ngon thế kia, Mỹ thì hay lắm nè, cái này cái kia, ABC, mà xong câu cuối cùng thì quay sang chửi Việt Nam. Em nói thiệt chứ cái thằng mất dạy. Trung Quốc Huy mày rất là mất dạy. Mày là bản thân mày là cái thằng quốc tịch Mỹ. Mày là ăn cơm của nước Mỹ, mày bưng bô cho nước Mỹ thì mày có quyền gì mày chửi Việt Nam tao? Em nói thiệt luôn á. Mày không có tư cách gì hết á. Ví dụ như mày đúng còn rồi. Là quốc tịch Việt Nam. Nó là một thằng tội phạm mà. Nó là mày được
Dạ. Còn bây giờ mày là quốc tịch Mỹ rồi, mày có là quốc tịch Mỹ thì mày 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 có cái cục gì mà mày dám quay sang mày xỉa xói Việt Nam, mà trong khi á là mày toàn đem ra những cái thế mạnh của nước Mỹ, cái mày móc mấy cái yếu của Việt Nam ra mày đam, chơi mất dạy. Em nói thật nha anh. Một câu này nè Bùi Tùng, Còn mà anh đọc lại cho Bùi Tùng nghe ha, Bùi Tùng nghe thôi. Đối với Việt Nam, việc người dân lên án và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc hoặc kêu gọi dân chủ nhân quyền, vấn đề này nó được xây dựng trên các yếu tố lịch sử và tiếp thu thông tin. Việt Nam chúng ta làm rất tốt công tác truyền thông về bản chất dối trá của các chiêu bài dân chủ và nhân quyền. Bên cạnh đó, xây dựng tốt nền tảng xã hội, kinh tế, chính trị, an ninh, cụ thể hóa các chủ trương chính sách tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Người dân thụ hưởng và đánh giá được các giá trị đó. Đương nhiên, khi đó các âm mưu hoặc mục đích thay đổi thể chế chính trị sẽ không đạt được. Thì theo anh thì cái này cũng là một cái đường lối của nhà nước Việt Nam, nó rất là hay. Và họ luôn lấy cái tiêu chí là dân làm đầu, dân đi đầu, để đưa vào mọi cái đường lối chính sách và cái cái này câu chuyện chính trị. Đó, anh mời Tùng. dạ thì em cũng cũng có chia sẻ với anh rồi đó, là bây giờ đất nước nào cũng vậy, lòng dân là cái quyết định quan trọng nhất. Chúng ta thống nhất được đất nước như bây giờ từ một cái dải hình chữ S á, khi mà chúng ta bị chia cắt á, cũng vì lòng dân mà ra, cũng từ cái đó mà ra. Cho nên là bây giờ nhà nước người ta cũng hướng những cái chính sách về về người dân, về nhân đạo, cái điều đó là quan tâm thôi. Còn tụi nó thì thường là tụi nó sẽ xuyên tạc, tụi nó nói là anh em tụi mình đó là coi như là tẩy não người dân này nọ đó. Mà xin thưa nói thiệt chứ bây giờ á, nếu mà nói về tẩy não nha, thì tụi tao làm sao bằng được tụi bay. 46 năm thì tụi bay vẫn ra rã là cộng sản nghèo đói, mà ra rã là Việt Nam là nghèo đói mà. Thì tụi bay không tuyên truyền bên kia, tụi bay không tẩy não bên kia thôi, chứ tụi bay còn quay sang nói tụi tao đi tẩy não, chuyện nó vô duyên kỳ cục. Mình ở nhà thì mình Đúng, đốt chính đuốc ra xác. ngoài ngoài rừng, mình đi ăn ăn trái cây đậm, mà mình đi chê cái thằng ăn cướp cũng chẳng khác nhau gì hết. Cho nên là em nói là cái phương diện người dân đoàn kết là cái điều quan trọng nhất của thế kỷ 21 này. Và những cái nước nào á, mà nó chú trọng về cái ý thức của người dân thì nước đó thắng thôi. Chứ bây giờ là coi như là cái diễn biến hòa bình này, coi như em nghĩ là từ đây chính trở về sau này nó sẽ trở thành cái phương thức hot, cái phương thức mà người ta tận dụng hoài, tận dụng hoài luôn. Còn một cái Bởi nữa vì nó em hiệu muốn quả nói hả? là Theo 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 Bùi Tùng á, nó sẽ vận dụng hoài thì nó có hiệu quả đúng không? Cái diễn biến hòa bình gì đó, Bùi Tùng vừa nói đó đúng không? Đối đối với họ là cái đường lối đó nó sẽ hiệu quả đúng không? bây giờ anh hỏi là về phương diện cái người thực hiện diễn biến hòa bình, hay là Người phương thực diện hiện cái á, đúng rồi, người phương thực diện hiện cái á. diễn biến hòa bình anh? Người người muốn thực hiện Theo điều em đó. thì người thì theo em thì cái người thực hiện diễn biến hòa bình thì chắc chắn là họ phải xài. Bởi vì em nói với anh á, bây giờ nếu mà mình đưa quân sang xâm lược đánh một nước khác á, chuyện nó khó lắm. Bây giờ luật pháp quốc tế người ta có hết rồi, rồi biên giới cương thổ, rồi các cái vị trí ở trong Liên Hợp Quốc nó có hết rồi. Bây giờ anh xua quân anh đánh người ta không có dễ, nhau không hề dễ một chút nào hết. Và khi mà anh đánh á, khi anh vô tình anh đánh người ta là anh lại tạo điều kiện cho người ta đoàn kết để người ta chống lại anh, có nghĩa là đất nước người ta lại cứng hơn, người ta lại mạnh mẽ hơn, người ta lại gồng gánh hơn để người ta chịu đựng phản công anh. Thì cái đó anh càng Đúng chết rồi. anh càng khó. Thì theo em nha, theo cái quan điểm chủ quan của em thôi, là thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của chiến tranh hai loại này nè. Em không biết anh nghĩ sao, nhưng mà theo em là sẽ hai loại này. Loại thứ nhất là dùng diễn biến hòa bình để phá hủy cái nội bộ bên trong, rồi sau đó là chia cắt đất nước. Cái thứ hai là dùng vũ khí sinh học. Theo em nghĩ là dùng vũ khí sinh học để tàn phá cái cơ sở, nói chung là tàn phá về nhân lực, tàn phá về sức khỏe của đối phương, để khiến Sức cho đối khỏe. phương gọi là gục ngã kiệt quệ. Và tất nhiên là khi mà anh kiệt kiệt quệ về sức khỏe thì trong nội bộ cái quốc gia đó cũng sẽ nổi loạn. Nội loạn lên thì cái nước kia sẽ ăn ăn mừng. Thì theo em nghĩ là thế giới trong thế kỷ 21 này sẽ là, một là diễn biến hòa bình, hai là chiến tranh sinh học. Chỉ có hai cửa đó thôi, chứ em nghĩ là cái cửa mà đánh mà trực diện thì cũng có mà ít lắm, lẻ tẻ thôi à, không lớn. Rất khó xảy ra, rất khó xảy ra cái điều đó đúng không, Dạ đối với Tùng á, và với dạ anh đúng cũng rồi. nhìn nhận như vậy. Bởi vì bây giờ là luật pháp quốc tế là tất cả các nước hầu như đều đã tham gia ký kết rồi, anh không thể đơn phương mà anh dùng vũ lực được, cái đó rõ ràng.
Và dưới này á có một câu comment và là cái nhìn nhận của một fan, thì anh xin đọc cho Bùi Tùng nghe, là nhìn nhận của cá nhân họ, thì đối với anh thấy nó cũng hay. Tức là nó nói lên gì? Cái sự nhìn nhận của người dân bây giờ á, về tình hình đất nước á, nó rất là tốt. Anh xin đọc nha. Theo mình thì bọn Mỹ và phương Tây muốn làm cho khối ASEAN bất ổn để nắm và gây ảnh hưởng. Bọn Bắc que thì muốn kích động để dân ta gây bạo loạn và lợi dụng để lật đổ chính quyền. Nhưng nói Bắc que nghe nè, dân Việt Nam ngã một lần thôi, không thể để ngã lần thứ hai đâu. Nên tụi bay ngon thì bay hết qua Myanmar mà đấu tranh để cho tụi mày xem. Nếu tụi bay thành công thì tụi này ủng hộ cho ha. Một câu cà khịa nó mang tính, anh thấy là nó rất là nhẹ, nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó tương đối thấm nha. Và câu này là của bạn Đinh Hoàng Loan. Xin cảm ơn bạn Đinh Hoàng Loan ạ. Bùi Tùng thấy thế nào về cái câu vừa rồi? Cái đất nước hình chữ S của mình á, em có một cái mà dân tộc mình rất là buồn là suốt 1.000 năm qua chúng ta phải chịu chiến tranh rất là nhiều luôn. Phải nói là không có một nước nào, the best, mình là the best, không có nước nước nào mà chịu đựng mà cái bao nhiêu cuộc chiến tranh rồi bao nhiêu cảnh mà nhà tan cửa nát như mình. Việt Nam mình là đất nước em thì nghĩ là duy nhất trên thế giới chịu đựng cái cảnh đó suốt cả 1.000 năm. Nhưng mà em ở trong thâm tâm em lại mừng, em mừng ở chỗ như thế này nè. Khi mà chúng ta trải qua 1.000 năm đó thì trong cái dòng máu của người Việt thì cái tình yêu đất nước và cái khả năng gọi là cái tự lực để mà bảo vệ tổ quốc của mình sẽ là lớn hơn bao giờ hết. Em nghĩ Chính là như xác. vậy, lớn hơn bao giờ hết. Khi Chính mà xác. ra giống như một đứa trẻ thì em nghĩ vậy, ví dụ như nó còn nhỏ nhưng mà nó ráng nó đi, nó té nhiều lần, nhưng khi nó té nhiều lần rồi nó sẽ đứng lên và nó đi mạnh hơn, đi cứng hơn rất là nhiều. Thì đất nước mình là như vậy, va chạm nhiều, gặp khó khăn nhiều, vất vả nhiều, nhưng cái đó, chính cái đó làm nên cái sức mạnh của quốc gia dân tộc. Em lại thích cái chỗ đó, tức là em thích là một đất nước mình cứ va chạm điều này điều kia đi, cứ gặp thành công hay thất bại có nhiều cái đi, nhưng mà từ những cái chuyện đó mình mới rút tỉa lên cái kinh nghiệm, mình mới có thể mà đứng vững được. Tại vì cái thời cuộc bây giờ em nói với anh á, những đất nước nào mà không có va chạm như Việt Nam mình trụ không nổi đâu anh. Đúng rồi. Anh cứ nghĩ đi, như Campuchia đó, Campuchia bây giờ coi như là cũng cũng điêu đứng luôn rồi. À, bây giờ cũng ngã nghiêng theo Trung Quốc này nọ kia rồi. Rồi vô số những nước như là Ukraine, Armenia ngã theo Mỹ đó. Cũng ăn tiền rồi ngã theo Mỹ rồi, bây giờ đất nước cũng siêu vẹo luôn mà. Tình hình đất nước của nó cũng toàn là bây giờ cũng có nguy cơ là đảo chính. Nước nào cũng có nguy cơ đảo chính hết. Chỉ có Việt Nam mình là bình ổn được. Tại Chính vì xác. cái cương lực của mình á, đánh em xem nghĩ là giống như cái cơ thể của Việt Nam mình là tiêm chắc là 10 cái loại vaccine chống ngoại xâm. Em nghĩ là tiêm 10 cái loại vaccine chống ngoại xâm cho người rồi. Bây giờ là vạn vật bất xâm. Mày muốn đánh tao không có chuyện dễ đâu, tao bụp lại à nghe. Việt Nam mình là vậy á. Thì Cho nên là đất nước của em rất là nói tin, theo em rất là tin tưởng là mình sẽ vượt qua sóng gió hết. thì nói theo cách nào đó đúng không, mình nói theo cách nào đó nó ví von một tí, là giống như là đất nước Việt Nam một cái cơ thể đã tạo ra một cái luồng kháng thể rất là mạnh đúng không, và quan trọng nhất là nó phối hợp với bộ não, nó mang một cái ý chí gọi là cái nghị lực, hai cái điều đó nó phối hợp với nhau, nó tạo lên một cái cơ thể cường tráng và nó sẵn sàng đối đầu với tất cả những cái ngoại lực ở bên ngoài đó. Và đây là gì, Dạ. là cái cơ thể, những tế bào là gì, là những người dân. Quan trọng nhất người dân là họ đã ý thức được rồi cái gì họ cần bảo vệ và cái gì họ cần tránh xa đúng không ạ. Vì bởi vì nhiều lai trước đây đã từng nói là người dân Việt Nam chúng ta cũng may mắn là người dân đã chứng kiến được, nhìn nhận được, giống như là những đất nước xung quanh mà Bùi Bùi Tùng vừa nêu đúng không, thì người dân họ cũng nhìn ra được thực trạng của các đất nước đó, đã mang cái tư duy là muốn theo nước này đi theo nước kia, và không bao giờ những nước đó mà có một cái kết quả tốt cả. Cái bài học đó nó lên gì, nếu anh không đứng lên bằng chính đôi chân của anh thì anh sẽ không bao giờ vững, giống như Bùi Tùng vừa nói, đặt vấn đề khi đã té lần rồi khi đứng lên nó sẽ mạnh mẽ hơn, là Việt Nam mình may mắn là đã như vậy đó. Và người dân đã nhìn ra được cái điểm đó, đối với anh đó là đối, cái đó là đối với cá nhân anh nhìn được cái điều đó. Cho nên là chúng ta đây là mỗi người dân chúng ta, anh Bùi Tùng hay là tất cả những ai cũng vậy, có một cái tinh thần muốn bảo vệ đất nước. Thế anh đã nói rồi, chúng ta cứ nhìn cái hình ảnh xung quanh sinh hoạt của người dân đi đúng không, và chúng ta sẽ nhìn 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 và chúng ta sẽ thấy được là đất nước chúng ta trong đó đó.
đúng không? Hình ảnh mà chúng ta cần bảo vệ là ở đó đó, chứ không cần phải nhìn đi đâu xa cả. Chúng ta cứ việc nhìn xung quanh thôi, đó là chúng ta thấy cái gì chúng ta cần bảo vệ và cái gì chúng ta cần phải bài trừ, đúng không ạ? Mình đồng công nhận không? Nói chung em thì em chỉ nói cái vấn đề này là em cũng thầm cảm cảm ơn, thật sự là rất rất là tri ân là Chủ tịch Hồ Chí Minh của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh của mình đó là tạo ra một cái đất nước có một cái sự độc lập tự do mà một cách là gần như là 100% đó, trên 100%. Còn những cái nước lân bang chúng ta như Campuchia nè, Thái Lan nè, Miến Điện nè, Philippines rồi, những cái nền độc lập đó là đều nó chỉ có đạt được khoảng 50 đến 60%. 50 đến 60%. Nhưng Philippines bây giờ là vẫn còn hiệp ước phòng ngự phòng thủ giữa Philippines và Mỹ nữa. Rồi ở trong nước nó vẫn còn doanh trại của người Mỹ ở trong trong nước của nó nữa. Đó. Cho nên là những cái quyết định, những cái quyết sách của nó là đều bị chi phối nước này nước kia hết. Còn Việt Nam mình là coi như là từ A đến Z là chúng ta tự chủ hết. Thì chính cái điều đó là làm cho chúng ta có thể gọi là hành động một cách tự do, một cách Tự thoải tự mái chủ, hơn trong những cái đúng chính rồi, sách đối nội đối ngoại. chính xác. Thì có một câu này nè Bùi Tùng, có câu Bùi Tùng nó gần như là tổng kết ý của hai anh em mình trong cái vấn đề đó, thì anh cũng xin đọc cho Bùi Tùng nghe nè. Việt Nam không để cho các thế lực thù địch tạo ra các mức ổn định, hạn chế hoặc không sử dụng vũ lực để giải quyết các điểm nóng, chủ trương tuyên truyền và phân loại các đối tượng để xử lý tình hình. Về cơ bản, Việt Nam luôn xác định đánh giá được các nguy cơ mất ổn định xã hội, có các biện pháp phù hợp và hiệu quả đấu tranh với nguy cơ này từ sớm và từ xa, ngăn chặn không cho xảy ra tại Việt Nam. Và bên cạnh đó, các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đề cao vai trò người dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính vì thế, thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc. Vì vậy, Việt Nam chúng ta luôn giữ vững được sự hòa bình và ổn định, đúng không? Tức là cái câu này nó gần như là tổng kết ý của hai anh em mình từ nãy giờ, muốn chia sẻ về vấn đề một cái cơ thể mà có sức đề kháng và một cái bộ não có tư duy gọi là tự chủ tự cường, đúng không Bùi Tùng? Dạ anh, dạ anh. Dạ, em xin phép xuống để các anh chị khác lên chia sẻ. Em cảm ơn anh Thơ Quang ạ. Cảm ơn Bùi Tùng rất là nhiều nha. Lên chia sẻ là rất là hay và nó có chiều sâu ha. Rồi Cảm xuống ơn. là lát nữa có gì nữa thì lên tiếp ha. Dạ. Cảm ơn Bùi Tùng. Cảm ơn anh ạ. À.